niệm 60 năm thành lập trường Trung học phổ thông thị xã Mường Lây xin được khép lại tại đây. Những giai điệu ấy sẽ là tình cảm, là lòng biết ơn và niềm tin nhà trường xin được gửi gắm trong ngày hôm nay. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo Nguyễn Văn Hải, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường lên tặng hoa chúc mừng đội sân khấu. Xin trân trọng kính mời.